Vâng, xin chào tất cả các bạn, chào bạn mọi người trở lại với kênh của mình. Dạ, hôm nay chúng ta để tiếp tục một ngàn ngày xuyên tôm. Chừng nào mới kết thúc cái series này đây cả? 2 tháng rồi, 2 tháng rồi mọi người. Mình đã thử mình lục lại cái video cũ nhất, không, cái video mà đầu tiên về cái series 1000 ngày này. Và nó đã được 2 tháng rồi mọi người à, nó đã được 2 tháng rồi đó, trời ơi. Rồi, nhiệm vụ hôm nay đó chúng ta sẽ gọi là lắp hàng rào lại, lắp cho này lại cho nó đầy đủ hết luôn. Và chúng ta sẽ dời những cái gương này, mang những cái gương này vào phía bên trong à, và mình sẽ làm một cái cửa gỗ, một cái cửa hàng rào gỗ, và kiểu như là cho để chúng ta có thể đi ra đi vào ở trong cái hồ nước này đó mọi người đó. Và mình sẽ không sử dụng thuyền nha, chúng ta sẽ không sử dụng thuyền đó, không cần đâu. Bây giờ đơn giản cái lúc mà mình leo lên trên máy farm đó, cái lúc mà mình đi xuống là mình nhảy thẳng xuống luôn, cho nên thành ra là sử dụng thuyền nó cũng vậy à đó. Cho nên là thôi kệ ha. Rồi ok, bắt tay vào công việc lắp lại hàng rào thôi. Rồi ok, coi như là mình đã gọi là gắn hàng rào xong rồi đó nha mọi người đó. Thì còn dư cái nè, dư cái thì vứt dư vứt thôi chứ biết sao giờ đó. Đáng lý ra mình nên dùng cái đá mài, cái đá mài thì nó sẽ lời hơn nha đó. Không, nó không có lời mà có điều như là nó tiện các bạn. Thí dụ đi đúng không, thí dụ như là bạn lắp một cái hàng rào đi đúng không, lắp hàng rào đi, nhưng mà ở đây còn thiếu một cái đúng không, các bạn chỉ cần duy nhất một cái thôi đó. Nhưng mà các bạn đem như các bạn chế tạo thì nó chế tạo ra một lần 6 cái, nó chế tạo một lần thì được 6 cái đó. Thì cái đá mài nó sẽ giúp cho các bạn chế tạo được duy nhất một cái trong vòng một lần đó. Cái máy cắt thì nó sẽ tiện lợi cho đó ha. Rồi sau khi mà gọi là lắp hàng rào xong rồi đó thì mình sẽ farm đá tiếp bạn ơi. Và ở đây thì mình đã có lắp lại một cái sàn slab ở trong cái chỗ của tụi dân làng này rồi, để cho golem nó đừng có spam ra bạn, chứ không có gì đâu. Rồi gắn cái cửa này vào nữa. Rồi xong nha đó. Từ nay về sau mà muốn đi farm thì cứ việc bơi qua đó. Ta cái việc bơi qua như thế này nè đó. Thì có vài bạn sẽ nói là tại sao không đi thiền cho nó nhanh đúng không? Tại vì cái đó không cần các bạn, bởi vì mình thấy cái thiền á, mình lấy xong mình cũng bỏ à. Đây à, giờ là mình sẽ ví dụ cho bạn xem. Bây giờ hiện tại là mình đang đi lên đây đây đó. Mình sẽ đi lên đó. Chà, nó hơi lâu luôn nha, thấy nó cũng màu đó, dùng phơi liều nó cũng hơi lâu rồi. Đây đó, ở sau khi mà mình farm xong đó, mình farm xong rồi cái mình phóng thẳng xuống luôn đó. Mình phóng thẳng dưới đây luôn đó. Rồi cái mình bơi vào đó, giờ thế là đâu cần thuyền đâu đó. Thực sự là cái thuyền nó không có cần lắm ha. Em mà khoan, mình phóng xuống thì mình phóng ở gần đây, ở vậy thì chúng ta vẫn cần cái thuyền à, chúng ta vẫn cần cái thuyền mọi người ạ à. Chúng ta vẫn cần cái thuyền á. Chúng ta vẫn cần cái thuyền ờ, hay lắm. Cứ nói là không cần cái thuyền, cuối cùng bây giờ chúng ta vẫn cần cái thuyền hay. Rồi nha, một cái thuyền đầy đủ luôn đó, bơi qua bơi lại đàng hoàng luôn. Ai già nhà lại ồn nữa rồi, mới 9 giờ mấy thôi mà vẫn còn ồn á. Thử coi 8 giờ sáng nó ồn chứ cái nào mọi người không. Bây giờ là 9 giờ mà vẫn còn ồn đó, để chết lộn à. Mình cũng phải dần thay thế chỗ này một cái cửa nữa nha, chứ không có kiểu mà đi ra đi vào mà chặt thằng gào cái đó hoài gì được đâu. Rồi ok, thì có thể là mình sẽ farm đá rồi mọi người à, có thể là mình sẽ phải đi farm đá tiếp à, bởi, mặc dù cái số lượng đá của mình á, nó vẫn còn cái số lượng gạch đá nè, nó vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà theo mình nghĩ là nó vẫn không đủ để mà gọi là chúng ta xây thêm mấy cái cột nữa, xây thêm mấy cái cột ở chỗ kim tự tháp đó ha. Cho nên là giờ mình sẽ farm thêm đó vậy thôi. Và trước khi farm á, thì mình sẽ đi sửa lại những cây cuốc này. Đây, mình sẽ sửa lại mấy cây cuốc này của mình hết luôn, sửa hết luôn ha. Mình vừa mới ngủ dậy xong đó, và đồng thời mình đã sửa xong tất cả những cây cuốc luôn rồi đó. Đây, ba cây cuốc kim cương, cây nào cũng sửa hết luôn rồi ha. Đây, cây nào cũng đã sửa hết luôn rồi đó. Và mình sẽ gọi là farm đá hết tổng cộng 3 cây này luôn đó. Ta sẽ farm đá hết tổng cộng 3 cây này luôn ha. Ồ, cái này chậm không một, cái này chậm không ba. Ô, hiệu sức nè. Ô, mình có thể mua thêm vài cuốn hay sách nữa để mà ta nâng cấp những cây cuốc này lên mọi người ạ. À. Ok, mình sẽ đi mua vài quyển sách để mà nâng cấp những cây cuốc này lên ha. Mình đã quay trở lại rồi đây. Wow,
mình mới ép được có hiệu suất 4 mà cái này thì vẫn là hiệu suất 3. Vẫn chưa thể nào lên được hiệu suất 5 nha mọi người. Nhưng mà có một cây đã lên được hiệu suất 5 rồi, nhưng mà mới có chậm hỏng 2 à. Cây này cũng mới có chậm hỏng 2 à, chưa được chậm hỏng 3. Đó, bây giờ đơn giản là mình bị thiếu cấp. Vâng, thiếu cấp thì ok, mình sẽ lên trên cái máy đó. Cái máy farm quái vật của mình để mà mình farm cấp. Ủa, tại sao Golem nó lại đi ra ngoài đây? Hả? Tại sao My lại ở đây? Chết đi. Chết đi để cho cái máy của người ta hoạt động. Xuất hiện kiểu này hay sao mà cái máy người ta nó hoạt động cho được. Bây giờ thì mình sẽ farm một chút đó, mình farm lên cấp một xíu để mà gọi là ta đủ cấp để mà ta phù phép đó mọi người đó, chứ không có gì đâu đó. Thì bây giờ thì xuống địa ngục farm này cũng được thôi, nhưng mà có điều mình là biến đó mọi người. Mình là biến lắm thiệt, mình là biến xuống địa ngục farm lắm, cho nên là thôi farm đại trên đây đi không sao cả. Ok, vâng, mình đã quay trở lại rồi đây bạn ơi. Mình đã tốn tổng cộng 2 đêm bạn, 2 đêm để mà farm kinh nghiệm ở trên cái máy farm quái vật của mình, để mà mình phù phép vào trong cái những cái cây cuốc kim cương này của chúng ta đó. Thì tới bây giờ thì mình vẫn chưa thể nào phù phép xong hết bạn, cái này vẫn còn là hiệu suất 3 nha, cái này vẫn còn là hiệu suất 3 chứ nó không thể nào lên hiệu suất 5 được. Muốn lên được hiệu suất 5 thì nó cần phải có một số lượng kinh nghiệm cũng hơi bị nhiều đó. Nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ thì cũng gần 10 giờ rồi, hay 10 giờ luôn rồi, gần gì đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đào hết 3 cái cuốc này các bạn đó. Mình sẽ farm hết 3 cái cuốc này. Ok, mình sẽ rồi kiểu như là đào cho nó kiểu như là 3 cái cuốc này chỉ còn duy nhất 100 đỏ thôi. Đó. Rồi sau đó mình sẽ tắt máy và mình đi ngủ chút chút. Thôi thôi, chứ không có gì hết. Sáng mai làm tiếp có gì đâu. Mà nói thiệt với mấy ông, cái series này làm cái gì mà nó dai dữ vậy hả? Hồi 2 tháng rồi đó. Cái series này tổng cộng là 2 tháng rồi mọi người. Tôi làm cái series này tổng cộng là 2 tháng rồi đó. Cái gì mà nó dai gì đâu mà nó dai dữ thật vậy trời. Ok, rồi giờ farm tiếp thôi. Rồi ok bạn ơi, thì hiện tại thì 3 cây cuốc này á vẫn chưa đâu. Chỉ mới có một cây là còn một chấm đỏ thôi, cái độ bền chỉ có một cây, mới có một cây là chỉ có độ bền là một chấm đỏ thôi, còn 2 cây còn lại thì vẫn còn gọi là khá là nguyên dạng bạn đó. Cho nên nó là, nhưng mà bây giờ là tầm 10 giờ 10, gần 11 giờ bạn, gần 11 giờ, cho nên nha mình phải đi ngủ các bạn, là biến quá. Thật luôn, lười lắm luôn bạn, là biến lắm luôn á. Thật đang rất là, mình đang rất là biến mà đó. Cho nên là bây giờ mình sẽ thoát game, mình đi ngủ bạn. Sao tiện coi đây ngày như vậy, 554 rồi đúng không? Ngủ luôn, chơi gọn. Qua 555 bạn, đó. Qua 555 cho nó bớt phạt nhé. Đây, 5555. Số đẹp không? Đó, số quá đẹp luôn. Rồi, thoát game. Rồi, hẹn gặp lại bạn nhau ngày mai nha. Ok bạn ơi, mình quay trở lại đây. Vào game. Bây giờ là 10:36 rồi. Từ đó giờ là lo mê chơi mọi người. Từ đó giờ là lo mê chơi nhiều quá. Không tự nhiên lo mê chơi nhiều quá, không quay video luôn ha. Ok. Rồi bây giờ thì tiếp tục công việc thôi. Đó, đào bới, farm đá thôi. Farm tới chừng nào đỏ lè hết nguyên cái cây cuốc này thôi, tỷ. Ok. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây bạn ơi. Và hôm nay là ngày 559 rồi. Thì như bạn thấy đồng hồ là bây giờ là 3 giờ 12 đúng không? Thì tối hôm qua đó là mình có gọi là tới 11 giờ luôn rồi, mình farm tới 11 giờ luôn, nhưng mà 3 cây cuốc này vẫn chưa đủ tới một chấm đỏ nha. Đó, thì mình có tới farm tới tận 11 giờ luôn, nhưng mà 3 cây cuốc này nó, nói chung là 3 cây cuốc này thì nó vẫn thì một cây, đây 2 cây. Đây hai cây này thì đã độ bền thì còn một chấm đỏ thôi, nhưng mà riêng cây này thì không. Đó thì bây giờ thì đó thì mình thấy thì cái đoạn mà kiểu như là mình thoát game á, thì cái đoạn đó mình nghĩ không cần thiết đâu đó, mình không cần thiết để quay đâu, cho nên thành ra là thôi kệ luôn đó. Cho nên là, nhưng mà các bạn yên tâm đây, là mình chỉ đi vào mình farm thôi, không có gọi là làm gì đó cho nó trôi qua ngày đâu đó. Thì nói chung là mình thấy khuya quá, cho nên thành ra là mình đã quyết định là mình đi ngủ luôn đó. Nhưng mà cái đoạn mà thoát game á thì mình không có quay, bởi vì đơn giản là mình thấy là quay, mình thấy đưa cái đoạn đó vào thì nó cũng chỉ gọi là thừa thải thôi, mình thấy cái đoạn đó nó cũng thừa thải lắm nên không cần nè. Rồi ok, thì nói chung là mình đã grab hết tất cả những cái đá, nói chung là mình đã grab hết tất cả những số đá mà mình có thành cái gạch đá hết luôn ha. Rồi bây giờ thì ta sẽ gọi là
sao nhỉ, vận chuyển cái đống đồ này đó, chúng ta sẽ vận chuyển những cái rương này đi lại chỗ cái kim tự tháp kia, và chúng ta sẽ vận chuyển nó bằng cái xe mỏ mà đó. Tức có nghĩa là chúng ta sẽ gọi là đặt một cái rương, đặt một cái rương ra đây, thì mình sẽ kiểu như là ở đây để ta cất những cái cuốc này vào đi. Đây thì nó như vậy nè, đây rồi. Cái gương của tôi đâu, đây thì nó vậy nè mọi người, đây đó. Mình sẽ chế tạo những cái rương xe mỏ như thế này đó, và tôi bỏ đồ vào đó. Ta có việc bỏ đồ vào thôi, sau đó ta vận chuyển nó lên bằng kim tự tháp, và ta vận chuyển nó đi lên chỗ kim tự tháp á cho nó dễ bạn, chứ đi đi về rồi lên lấy rồi đi về lên lấy thì cái đó nó lâu lắc, nó phiền phức lắm, cho nên là thôi ta cứ việc chế tạo những cái rương như thế này, sau đó ta đẩy vận chuyển cho nó dễ dàng mà. Ok thì mình đã gọi là làm xong tất cả những cái rương xe mỏ ha, nhưng mà có điều là không biết vì sao mà có 2 chiếc nó đã bị đẩy đi mất tiêu rồi. Mình chưa đẩy luôn nha, mình chưa đẩy luôn á, nhưng mà có 2 chiếc nó đã bị nó như thế nào đó là nó đã bị chạy đi luôn rồi đó. Thì bây giờ chỉ còn có 1 chiếc thôi, mà thôi kệ đi, trước sau gì mình chạy dần chuyển lên trên kim tự tháp đó, đi ra chỗ khác. Ôi ơi thiệt chứ, tôi ghét mấy con xà lan rồi đúng không nha. Trời ơi, má nó quýnh mình kìa. Nó quýnh mình kìa mọi người. Rồi ok thì mình để vận chuyển những cái số gạch đá mà mình có lên trên đây ha. Thì nó vẫn còn một rương nữa, vẫn còn một cái rương nhỏ ở nhà nữa kìa, nhưng mà có điều là không hết rồi. Nói chung là không thể nào mà vận chuyển hết một lượt trong vòng kia. Không thể nào vận chuyển hết trong vòng một lượt duy nhất được, cho nên là thôi kệ đi. Đó, ta cứ việc nói chung là vận chuyển được bao nhiêu cứ vận chuyển được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy thôi à. Rồi ta sẽ để đây và để một cái giường ở đó và checkpoint đó một cái. Ok rồi ok thì bây giờ thì có thể các bạn có thể là bây giờ mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là ta sẽ xây cái kim tự tháp cho chúng, mình sẽ xây cái kim tự tháp cho mình. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục xây kim tự tháp đó, xây thêm tầm 2 3 cái chân nữa bạn, kiểu như là 2 3 cái cột nữa đó, để chân thôi bạn, trang trí thôi chúng mình làm gì trơn trọi á. Không, xây thêm vài cái cột nữa để trang trí, và cũng có thể là cái cột này mình có thể sửa chữa nó lại nha bạn, mình có thể sửa cái cột lại nhìn cho nó kiểu như là sáng sủa hơn một tí mà, chứ để vậy thì nó hơi tối. Ok vâng, chào mừng bạn nha. Hello, chào bạn, mình đã quay trở lại đây. Thì đây bạn, hiện tại bây giờ là 10 giờ các bạn, 10 giờ đó. Mình xây từ cái lúc mà từ hồi chiều cho tới bây giờ, mình xây từ lúc mà từ hồi chiều cho tới bây giờ đó.
nhưng mà nó vẫn chưa xong mà. Không phải, nó mới xong được có một cái mà, được chưa? Nó mới được có duy nhất một cái cột thôi. Mà cái cột này nè, nó vẫn chưa xong nữa mà. Đó. Giờ hiện tại bây giờ là mình đang gặp các gói mà. Các gói đầu tiên á, đó là các bạn thấy phần đầu không? Đó. Cái phần đầu của nó đó, mình quyết định là mình sẽ thiết kế cho nó khác biệt một chút so với những cái cây cột này. Đó, so với những cái cột này nè, đó. Mình quyết định là mình sẽ thiết kế cho nó khác biệt một chút. Đó. Nhưng sau khi mà kiểu như là mình xem lại và mình thiết kế cho nó thành vậy nè đó, cái mình bắt đầu mình xem lại thì mình thấy nó hơi sai chứ bạn đó. Bởi vì đơn giản nhắc cái kim tự tháp đó là chúng ta sẽ nghĩ như là nghĩ đến những cái kiến trúc kiểu như này đó, những cái kiến trúc mà kiểu như tường thành mà nó cứ lủng lỗ cái nó nhô lên vậy nè đó. Đó mà mình xây vậy thì nó hơi bị sai sai xíu đó, cho nên hiện tại giờ là mình đang có thì mình đang có ý định là mình tháo cái chỗ này ra à, mình tháo cái phần này nè à, mình tháo cái phần này ra, mình làm nó giống y chang như cái chỗ này luôn, y chang như cái phần này luôn đó, ok đó. Và cái phần thứ hai, rồi cái điều thứ hai nữa là mình phải sửa lại cái này bạn, mình phải sửa lại cái cột này nè. Cái cột này thì mình đã dự định là mình sẽ sửa nó rồi, nhưng mà mình sẽ sửa nó bằng cách là mình chỉ lắp đèn thôi đó. Mình chỉ lắp cái đá phát sáng vào thôi đó, mình chỉ lắp cái đá phát sáng vào thôi là xong rồi đó. Nhưng mà đó, cái cây cột này mình làm hơi bị bự quá bạn, mình làm hơi bị to quá đó. Cái cây cột này là cái cột này á, là cái độ rộng của nó là 21 nhân 21 bạn, 21 21 block nhân 21 block, cho nên hình như là bây giờ là nó quá to đi đó, nó quá là to cho nên hình như là nó phải xây cao lên bạn đó. Cái cây này nó rất là to cho nên hình cái cột này nè, cái cây cột này nó rất là to cho nên hình như là nó phải xây cao lên thì nhìn nó mới đỡ kỳ bạn. Chứ cái cây cò chứ cái cột này ha, nó đã nhỏ nó đã to rồi đúng không, cái cột này nó đã to rồi nhưng mà nó còn lùn nữa. To mà nó còn lùn quá thì nhìn nó rất là kỳ bạn, phải xây cao lên thì nhìn nó mới đỡ đỡ kỳ bạn đó, đỡ kỳ đó. Mà hiện tại bây giờ là mình đang gặp cái khó về chuyện đó ha đó. Đó. Thì cái chuyện đó là bây giờ thì cái chuyện đơn giản đó là mình sẽ quyết định xây cái cột này cho xây cái cột này nó như thế này luôn. Bây giờ lỡ rồi mình đã lỡ xây nó quá to rồi cho nên là mình sẽ giữ cái kích thước này luôn, chứ bây giờ đập ra xây lại nó cực dữ lắm, cho nên á cho nên là mình sẽ quyết định là mình giữ cái thiết kế, mình giữ cái kích cỡ như thế này luôn, ok, mình giữ cái kích cỡ như thế này luôn đó. Và mình sẽ suy nghĩ là mình nên giữ lại cái phần thiết kế này hay là mình sẽ tháo cái phần thiết kế này ra, còn mình làm lại cái phần thiết kế y chang như cột bên đây, ok đó. Đó thì mình đang suy nghĩ như vậy thôi đó. Đó, thì nó là như vậy. Và cách thứ hai nữa là mình bắt buộc phải nâng cái cột này lên bạn. Đây cái cây cột nè, cái cây cột này nó bị lùn rồi bạn. Đó. Là do mình xây nè, do mình thôi bạn. Do mình xây cái cột này quá to. Do mình xây cái cột này quá to cho nên thành ra là bây giờ mình phải bắt buộc nè, mình phải xây cái cây cột này nó cao lên nữa, nó cao lên nữa. Nó đúng không? Chứ nếu không, chứ nếu mà để như vậy á, thì cái cây cột bự này nè, nó che mất tiêu cái mấy cái cột nhỏ này. Thì thôi cũng như không. Thì thôi cũng như không à. Cho nên thành ra là mình sẽ bắt buộc phải xây cái cột này nó cao hơn nữa, nó cao hơn cái cột này, ok. Cao hơn cái cột này, bởi vì sao, bây giờ nó chẳng là cái cột này nó nằm ở vị trí cao hơn nên hình như là nó phải cao hơn cái cột này một xíu đó, thì người ta mới nhìn thấy được, kiểu như là nhìn vào à, kiểu như là người ta nhìn vào người ta biết là là không phải là ở ngoài này nếu không phải là chỉ có một cái cột ngoài này đâu mà còn đâu à, còn một cái cột nhỏ ở phía bên trong nữa đó, kiểu vậy đó bạn đó. Đó cho nên là bây giờ là mình đã bây giờ là mình một hai chơi ngu mà một hai chơi ngu mình xây cho to vào, xây cái cột cho bự vào, cho bự tổ bố vào, bây giờ là bắt buộc là phải sửa lại mấy cái cột kia đó. Đó, bắt buộc bây giờ là mình phải sửa lại mấy cái cột này đó. À còn nếu không nha, nếu không là mình bắt buộc mình phải đập bỏ cột này bạn. Mình đập ra bạn, mình đập cho nó nhỏ lại, ok, mình sẽ đập cho nó nhỏ lại, ok, mình sẽ làm kiểu như là mình đập nó ra bạn đó. Bây giờ mình có hai lựa chọn, một á là mình tiếp tục mình xây cái cột này, ok, nhưng xây xong cái cột này mình bắt buộc sửa hết lại, mình bắt buộc phải sửa lại toàn bộ mấy cái cột này luôn, đó mấy cái cột mà có lửa đó, à, mấy cái cột mà có lửa nha, đó, mình sẽ bắt buộc phải sửa lại toàn bộ mấy cái đó. Còn cái hai thứ hai đó, cái phương án thứ hai á là mình sẽ không cần phải sửa mấy cái cột này, ok, mình không cần phải sửa mấy cái cột này, nhưng mình sẽ phải sửa cái cột này, sửa duy nhất một cây này thôi, ok. Hiện tại bây giờ là mình chỉ mới xây được có một cây thôi, một cái cột, mình chỉ mới xây được một cái cột này thôi, đó, cho nên bây giờ ha là có còn một cách duy nhất nữa, còn một cách còn lại, cách còn lại đó chính là chúng ta sẽ thu nhỏ, tức là chúng ta sẽ đập ra, đập cái cột này ra là và làm cho nó nhỏ lại, làm cho nó nhỏ lại chứ nó to quá. ok, mà mình nghĩ là mình kết thúc video được rồi, để chứ nó thể ngồi từ chiều giờ đuối, ngồi từ chiều giờ đuối mà nó xây cái này đuối mà, rồi ok, và hẹn gặp lại bạn, có thể là hẹn gặp lại bạn ngày mai nha, và sao ta? À mình đã có quyết định rồi bạn, mình đã có quyết định cho bản thân mình rồi, mình sẽ đập cái cột này ra bạn, mình sẽ thu nhỏ nó lại. Má ơi xây cho đã, bây giờ đập ra thu nhỏ nó lại. Má, tôi luôn thì tôi bó tay tôi luôn rồi, và mình sẽ thay đổi cái thiết kế trên đầu này bạn,
mình sẽ đập bỏ cái phần thiết kế trên đầu này ra và mình sẽ làm cho nó giống như hệt như cái phần này luôn. Ở cái phần thiết kế trên đầu này nào mình sẽ làm cho nó giống như hệt như cái phần thiết kế này luôn. Ok chị rồi, ok đó, đó là tất cả những gì mà mình nè. Rồi ok, mình đã có quyết định ha, là làm rồi chấm cái ọ mà nó. Rồi bây giờ mình đã có quyết định ha, mình sẽ thu nhỏ cái cột này lại và cái phần thiết kế trên đầu này mình sẽ làm nó giống như hệt như mấy cái cột có lửa này luôn. Rồi ok, à bye bye bạn nha. Rồi giờ thoát em đi, đuổi qua. Bye bye nha. Hello mọi người, nhà mình đã quay trở lại đây và bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Từ sáng giờ là lười thôi, giống như lười quay thôi mọi người ạ. Lười quay thôi, bây giờ mới có qua mới xuyên nè. Rồi load đi, load map đi. Ok, tại sao nó lại không load map? Load map chứ, lộn. Rồi xong rồi mọi người ơi. Hình như là map này nó nặng quá hay sao đó, bây giờ nó hơi bị mất khá thời gian để mà load ra. Ok, nó đã load rồi kìa. Rồi. Rồi hôm nay thì chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái cây cột đó. Mình sẽ phải đập nó ra để mà thu nhỏ nó lại. Ôi trời ơi. Thôi kệ đi bạn ơi. Ít ra là mình thu nhỏ lại, nhưng mà mình thu nhỏ nó lại thì tức là nếu như mà cái thân hình nó nhỏ rồi đó thì cái chiều cao của nó cũng sẽ được giảm xuống. Chứ nó mà to quá thì bắt buộc nó phải cao hơn những cây cột. Nó mà to quá nghe thì bắt buộc cái chiều cao của nó đó phải cao hơn những cây cột này thì nhìn nó mới đỡ kỳ mọi người ạ. À, nhìn nó mới đỡ kỳ nha. Ok. Rồi. Và hẹn gặp lại bạn sau khi mà gọi là mình chỉnh sửa xong cái cây cột đó nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại thôi, lộn. Ok bạn ơi, mình đã chết rồi. Mình chết là do quăng ngọc Ender các bạn. Mình chết do quăng ngọc Ender và nó trúng vào bức, nó bị và cái ngọc Ender nó chạm vào bức tường và mình té thì anh cao xuống cái ạch. Tại vì do đơn giản là cái công trình kim tự tháp này nó lớn quá. Mình không thích di chuyển bằng đường đi bộ, mình thích di chuyển bằng ngọc Ender các bạn. Lố bạn, ham bạn, ham hố. Ham hố bây giờ nó bị hố ham luôn bạn. 596. Ủa đúng ta. Âm 1 2 7 3 7 6 đi. Ok. Ôi trời ơi, 67 cấp của tôi. Trời ơi, ông ơi. Ở đâu rồi? 67. Phải 67 hay 70 cấp gì đó. 70 cấp của mình. Trời ơi. Ai, thiệt tình chứ. Đây là cái thiết kế mới của nó bạn. Thì nó cũng tương đối giống cái thiết kế cũ thôi, chứ đều là nó nhỏ hơn xíu. Đó. Thay vì là kích thước là 21 x 21 thì bây giờ nó còn là 19 x 19 mà. Đó, 19 x 19 nghe không? Đó. Trời ơi. Trời ơi. Áo quần mặc vô các kiểu. Rồi. Rồi cái cuốc của mình đó bạn. Tháo rồi bạn, tháo. Chỉ đơn giản là thu nhỏ lại các bạn. Thu nhỏ lại thành hai lóc thôi, từ đây nè, vô đây nè, nó thu lại thành hai lóc thôi. Thu lại cho nó nhỏ lại thành hai lóc thôi, nhưng mà bây giờ hơi là cái cuốc của mình. Còn có như đây đồ bền nè. Đây đồ rai đó. Kinh dị chưa? Rồi, mình chỉ thông báo cho bạn biết là mình đã chết vậy thôi. Và ok, thì mình sẽ tiếp tục cái công việc đó là xây kim tự tháp này và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình hoàn thành. Ok. Ok bạn ơi, dạ mình đã quay trở lại ở đây. Và đây là nguyên một thành quả từ tầm bao nhiêu nhỉ? Hình như là 15 giờ phải. Không phải, hình như là 3 giờ đúng không? 3 giờ chiều cái gì đó, đúng rồi. Tầm thành quả tầm 13 giờ, từ 3 giờ chiều tới 10 giờ tối hôm nay của mình. Chỉ để sửa lại cái cột này. Thì mình sửa cái gì đó vậy, mình thu nhỏ lại nha bạn. Mình thu nhỏ lại thôi. Đó. Thì mình thu nhỏ lại thành tầm 2 ô đó. Ban đầu là nó 21 đó. Bây giờ mình lấy lại, mình đặt ra 2 ô, mình thu lại 2 ô đó. Giờ nó còn là 19 đó. Bây giờ nó vậy nè đó. Ban đầu nha. Ban đầu là chỗ này là mình đã xây xong 4 bức tường rồi. 4 bức tường mình đã xây xong hết luôn rồi đó. Nhưng mà vì nó quá to cho nên thành ra mình phải sửa lại. Giờ thấy là mình phải đập ra. Mình phải đập ra. Đập ra tổng cộng 2 bức tường để mà sửa lại cái cột này. Và cái cực khổ nhất các bạn là cái phần mà sửa cái chỗ mà sửa một cái chỗ người ta qua văn này nè, đúng rồi, sửa cái qua văn này các bạn đó. Mà mình cũng biết như vậy, như thế này nó có đẹp hay không nữa. Mình thấy nó kỳ kỳ đó bạn, các bạn nhìn xem đi đó, thì nó cứ vậy nè đó. Theo như bạn thấy là nó có đẹp hay không, chứ mình thấy nó hơi kỳ kỳ.
Dạ mình vẫn cảm thấy nó quá to nha bạn, mình vẫn cảm thấy nó quá to nha, chứ không phải là mình cảm thấy nó nhỏ đâu. Đó. Sữa chỉ sữa có một cái cọc này thôi. Sữa có một cái thôi mà nó cực tới mức độ này. Thì sữa sữa thì mà ví dụ nha. Ví dụ như mà mình nói đó. Mình cái cọc này nè, mình sẽ giữ được kích thước ban đầu. Nghĩa là kích thước ban đầu nó là 21, 21 nhân 21 á. Thì mình phải sửa lại toàn bộ cái cọc chứ. Thì nó lâu tới cỡ nào nữa ta? Ôi ơi, đau khổ. Sửa có một cái thôi nhưng mà tốn từ 3 giờ chiều tới 10 giờ tối. Từ 3 giờ chiều tới 10 giờ tối. Tốn mấy tiếng hồ chỉ để sửa cái cọc này. Một cây này thôi mà tốn từ 3 giờ đến 10 giờ, từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối. Thử coi mấy cây này, hả? Sửa thêm mấy cây này. Nó tốn thời gian tới cỡ nào đi thôi. Ok. Thì á, thì đây là thành quả của mình các bạn. Rồi, nó như bạn thấy như thế nào? Đó. Đặc biệt là chỗ này, các bạn thấy chỗ này không? Cái phần qua văn này mình cứ sửa lại cho nó khác biệt một xíu này. Đó. Như bạn thấy cái đoạn thứ mấy của video mình không biết. Đoạn thứ mấy của video thì mình không biết. Nhưng mà cái đoạn đó thì các bạn có thể thấy là cái qua văn của cái phần này, cái qua văn của cái phần này nó khác với lại cái qua văn cái dao nó khác biệt, nó khác hơn cái hoa văn. Cái phần này là nó khác biệt hơn so với cái phần hoa văn mà mình cho các bạn xem của cái phần trước đó, của phút thứ mấy đó, phút thứ mấy trong cái video này mình cũng không biết đó. Thì hai các bạn có thể thấy là hai cái phần hoa văn này nó khác nhau đó. Đó, rồi thì thôi. Ôi, mệt quá. Rồi đây là thành quả của mình sau khi mà sửa nó xong, chỉ đơn giản là thu gọn lại thôi, thu lại hai ô thôi đó. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó quá to kìa, mình vẫn cảm thấy nó quá to. Mình vẫn cảm thấy nó quá to rồi mọi người. Ok. Thì có thể là mình sẽ dừng video tại đây thôi bạn ơi. Ngày mai thì mình sẽ quay tiếp. Ok. Chứ bây giờ thực sự là thu quá tốn nhiều thời gian luôn mà. Đó. Bây giờ mình đuối lắm rồi. Đuối lắm rồi. Ok. Rồi tắt game đi. Đuối quá. Rồi hẹn gặp lại bạn vào ngày mai nha. Và cũng có thể là cái video này mình sẽ edit. Edit cho mình đăng lên tạm, thôi cho bạn xem trước cái đã. Ok, được chưa? Rồi thì thôi. Ok bạn. Vâng. Và mình đã quay trở lại đây. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Bây giờ ok, có thể là hôm nay mình sẽ gọi là hoàn thành cây cột này các bạn à, hoàn thành duy nhất cái cây cột này thôi, rồi sau đó mình sẽ kết thúc video các bạn ơi đó. Chứ rồi mình nghỉ ngơi thời gian bạn, chứ thiệt sự là mình không biết tại sao là mình lười quá bạn, không hiểu lý do luôn, không hiểu lý do làm sao mà mấy dạo gần đây mình mấy ngày nay mình lười quá, chứ mình lười bạn, chứ không muốn làm video á. lười hơi bị nhiều luôn rồi, và hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình hoàn thành xong cái cây cột này. Ok, thì tịch chỉ xây cho to, xây cho bự vô bây giờ hay là lắp muốn chết luôn. Rồi ok bạn ơi, và mình đã hoàn thành xong cái cột này rồi bạn ơi. Đó thì nó vẫn còn hơi cao đó, thì nó vẫn còn hơi cao đó, thì nói chung là nó cao tới tận tầng mấy nhỉ, như là tầng 76 không, 76 78 gì đó, 74 75 gì đó mọi người. Đó. Chung là nó cao tận tầng 75 đó. Và nó đã che khuất mấy cái cột này, nó che khuất mấy cái cột này rồi. Đó. Nhưng mà thôi kệ đi bạn ơi, mình lười sửa lắm rồi. Mình không còn bất kỳ một cái tâm trạng nào đó mà mình sửa cái cột này thêm nữa hết trơn trời á. Thì bây giờ nhìn nó hơi xấu á, đó. Thì như bạn thấy là đây, mình có sửa lại thiết kế ở phía trên đầu một xíu xíu thôi, đó là mình gắn những cái đèn như thế này. Đó. Thì nhìn nó hơi xấu đúng không? Mà thôi kệ đi bạn, mình chán lắm rồi đó. Mình chán lắm rồi đó. Mình bỏ mặc nó luôn đó, nó xấu thì kệ bà nó luôn đó. Nó xấu thì nó đẹp gì cũng kệ bà nó luôn, bây giờ mình chán lắm rồi, mình chán lắm rồi, mình không muốn nói thêm một lời nào nữa. Đau cái tai quá vậy à, cái tai của tôi đau tai của người đè ship lại sao chứ. Ok vâng, và hôm nay là ngày 630. Oh my đau khổ mọi người. Ôi ôi à, không biết chừng nào mới kết thúc cái series này nữa trời. Ok rồi, thì đây là cái cột của mình, và mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Ai đó nhìn đi, tổng quát được chưa? Đó. Rồi mình sẽ dừng video tại đây nha. Đó. Thì video sau mình sẽ tiếp tục mình gắn thêm những cái cột khác nữa. Đó. Đây, ở đây một cái.
bên đây một cái, ở đó một cái, rồi đằng sau nữa, đằng sau kia nữa, đó, đằng sau kia nữa, bốn mặt luôn, đó, bốn mặt luôn, mặt nào cũng có một cây cột hết, đó, ok. Ôi ơi, đau khổ người. Ôi ơi, đã cố tình sửa rồi, sửa cho nó lùn xuống rồi, sửa cho nó lùn xuống để mà nó lộ cái phần mà mấy cái cột nhỏ nhỏ ở phía bên trong ra, nhưng mà cuối cùng vẫn không được mọi người à, vẫn không được, trời thiệt tình chứ. Ôi biết vậy hay tôi thu vô còn 17 mọi người đó. Thì ban đầu á, ban đầu cái cột này á, nó có độ rộng là 21x21, nhưng mà mình thấy nó rộng quá cho nên mình thu nó lại, mình thu nhỏ lại còn xuống 19x19, nhưng mà nó vẫn còn quá to. Biết vậy thôi tôi thu xuống còn 17 luôn cho rồi. Thế thật luôn. Biết vậy mình thua, biết như vậy mình thu xuống còn 17 luôn cho rồi. Hết. Biết vậy thu xuống còn 17 luôn cho rồi. Thế thu xuống. Hà tiện chi thu xuống 19. Bây giờ thu xuống 19 bây giờ nó che mất tiêu luôn. Nó che mất tiêu cho mấy cây cột kia luôn. Hay ghê. Quá hay luôn. Hài hước ghê luôn trời. Rồi ok. Các bạn chấm điểm bao nhiêu thì đó là quyền của bạn nha. Các bạn chấm 1 điểm luôn mình cũng chịu nữa. Các bạn chấm 1 điểm luôn mình cũng chịu nữa bạn. Bây giờ sao bây giờ hả? Tôi mệt quá rồi. Tôi mệt lắm rồi. Bây giờ mấy ông muốn chấm 0 điểm kệ mấy ông luôn đó. Mấy ông muốn chấm 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 0 điểm gì. Tùy không? Cái đó là quyền mấy ông. Tôi giờ tôi không có còn tâm trạng đâu để mà tôi kiểu như là chấm nhiêu điểm mọi người, chấm nhiêu điểm cách thức mệt lắm rồi. Không còn tâm trạng đâu mà nhìn điểm đâu. Nha. Rồi. Ok, thoát game. Rồi, bye bye nha.